Rồi xin chào tất cả anh em đến với kênh kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Tí lưu ý kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng. Em cảm thấy tin tưởng thì đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo chì, kẹo đóng máy, kẹo chì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Nói chung là hàng bao đều, bao đẹp, bao chất lượng. Quay như nào sẽ gửi hàng cho anh em như vậy chứ không quay một kiểu gửi một kiểu. Anh em lưu ý cho em như thế. Thì thật ra thì hàng rẻ thì nhiều anh em cũng tìm hiểu nhiều về hàng rẻ rất chi là nhiều. Tại vì tiền nào của đấy anh em nghĩ là cái rẻ thì nó sẽ đi đôi với chất lượng. Thì nói thật ra thì những người hiểu biết thì rẻ thì lấy đâu mà đi đôi với chất lượng được, đúng không? Thì tiền nào của đấy thôi, tùy theo anh em và tùy theo mục đích của anh em sử dụng, mục đích cự ly là bao nhiêu, bán xa bao lộ xa. Thì bây giờ thì nhà em thì chỉ có hàng rẻ nhất là hàng 350.000 một ký. 350.000 một ký, loại này thì em chưa bao cước. Đấy, cước vận chuyển tùy theo vùng miền của anh em. Thì loại này thì bao test với cự ly là 450m thôi. Tại vì hàng này chỉ có từ 5.5 đến 635 thôi, hàng 4.5 không có. Anh em xem thì phải bỏ ra 1-2 phút xem video. Tại vì nhiều anh em không xem video vẫn đã điện hỏi hàng rồi. Thì thật ra shop rất chi là khó bán. Còn tiền nào của đấy anh em nhé. Cái chất lượng nó cực kỳ ok, ổn định, 10 viên như một. Đấy, hàng này là hàng đóng máy rồi nên anh em yên tâm về chất lượng và sản phẩm đã sử dụng. Đấy, hàng đảm bảo chuẩn luôn cho anh em. Đấy. Tiền nào của đấy anh em ạ. Đấy, chứ em không câu kéo gì nhiều. Anh em tùy theo anh em muốn mua mẫu gì thì mua. Thế rõ quan điểm. Thứ hai là hàng muốn mua đắt hơn thì có hàng chỉ nhập, loại này thì bao test với cự ly là 7-8-90m. Xa hơn tùy thuộc theo cành của anh em. Loại này thì có vé mỏng, vé trung và vé dày. Nói thật ra thì cái chất lượng kẹo thì ổn định, 10 viên như một. Thì tiền nào của đấy thì anh em sử dụng thì anh em biết. Nếu mà dùng mẫu này thì nó khác hẳn với mẫu 4-350, chưa bao ship. Đấy, tiền nào của đấy không đấy, anh em cứ trải nghiệm từng mẫu một để xem biết chất lượng nó ra sao, độ ổn định nó như thế nào. Đấy, kể cả nhà em cũng có váy hàng váy dài, váy dài, váy ngắn đầy đủ luôn cho anh em. Váy dài thì có từ 4.5 đến 6.35. Đấy, để cho anh em lựa chọn. Cái loại này thì có độ vân xa rất chi là cao, nhưng mà lại hơi kém cành một tí. Đấy, anh em thừa biết cái điều này. Nhưng mà chơi dòng này nhiều thì anh em sẽ hiểu và độ ổn định nó ra sao. Có loại này thì đúng 10 viên nó như một, bao test luôn cho anh em, độ ổn định. Đấy, 10 viên như một. Cái loại này cũng hơi kén cành một tí, là anh em lưu ý dùng được hay không dùng được thì anh em phải chơi thử đã mới biết nhé. Đấy, đấy là hàng váy dài. Nhiều anh em dù chơi rồi biết rồi, độ vươn xa như nào ấy. Thì để ra 1-2 cái óp ví xem là kẹo lốt chất lượng ra sao. Còn đây là 635, 635, 637, 638, 640, đầy đủ tất cả mẫu mã cho anh em. Thì hàng chuẩn chất lượng anh em nhé. Đấy, thì quay sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng thì nên lại trực tiếp qua đầu số điện thoại trên video giúp em. Thì nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em, và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Xin chào anh em.